Thưa các bộ các mẹ, thưa các cộng đồng mạng, một mương ở thành phố Hòa Bình chiếm tỷ lệ khênh khổng phân làm dân số. B đơn giá trị văn hóa độc đáo công đa dạng. Thời gian vừa rồi, một mương ở thành phố Hòa Bình đã có đưa nỗ lực trong công tác bảo tồn, phát huy đơn giá trị văn hóa của dân tộc. Bớ tỷ từng bước là mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, gần với việc là có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ghi nhận bớ phỏng sự không. Thành phố Hòa Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đều bị việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng lên đời sống bọn mình. Đã năm vừa rồi, thành phố khi nói ý đối ý đến công tác bảo tồn, công phát huy đa giá trị văn hóa truyền thống của bọn mình trong dân tộc. Về dân số lên 135.700 mỏ, trong tỷ mỏ dân tộc thiểu số chiếm hơn 0,15%, đặc biệt là mỏ dân tộc Mường chiếm 89,01%. Mỏ Mường ở Hòa Bình có một nền văn hóa phong phú cùng độc đáo. Về mỏ Mường ở thành phố Hòa Bình, mặc dù cuộc sống xã hội đang tác động đưa mặt đến đời khổng của mỏ Mường, tuy tinh tế, mỏ Mường y đa cũng đang nỗ lực hiêm giữ đơn giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc theo thời gian. Là quyền Mường ở trung tâm thành phố Hòa Bình, phường Quỳnh Lâm có dân số lên 7.000 khẩu làm mỏ, trong tỷ dân tộc Mường chiếm hơn 0,17%. Mỏ Mường lúc này vẫn duy trì cùng phát huy đưa nét văn hóa đặc sắc nhờ là lễ hội xuống đồng vào dịp đầu năm, tổ chức lễ cúng cơm mới khi thu hoạch mùa mang xong. Đần các bộ các mẹ cha kha khi nói y tẩy báo xôn con, hiêm giữ văn hóa dân tộc qua xiển khể, trang phục, cùng đưa nghi lễ khi mà là ở quy mô, lùa nhà, làng xã. Việc phát huy đa giá trị văn hóa truyền thống y có phần bảo việc thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Người cao tuổi của các bà, các mấy thể là phục là cật mà năm con, thể là có mà cái ngày cai hạn đi, thể là các bà là rất là khẩn khởi vui mừng, là phục là tân mỹ là quay là mỹ nó cũng bà là chi hội họ của cao tuổi, thì huấn thì bảo các mỹ là phục là ngày hội của dân tộc Mường bên là cai hạ tinh ngoan đi. Thế cho là thế là mặc bởi vào hộp là dân tộc của Mường mình con, để là cho là thế là hộp là đôi ông cha tế lại. Thứ nhất là cái mình công tác trực tiếp ở cơ sở thì thứ nhất là phải duy trì cái truyền thống của bản sắc của dân tộc mình, thứ hai là phải khôi phục dựng lại những cái gì mình tăng mai một dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ hai là có xu hướng phát triển và duy trì cái văn hóa dân tộc của mình trong mai mọt không đi ạ. Y là một quê mương có khoảng một mương khổng, bê tỷ lệ hơn 90% dân số. Thời gian vừa rồi, cấp ủy đảng chính quyền xã Hợp Thanh khi nó y nỗ lực đỡ mà bảo tồn văn hóa mương trong xã hội hiện đại, đỡ nâng lên ý thức của mọi mình. Đảng ủy xã Hợp Thanh xây dựng mô hình dân vận khéo, viên hiêm giữ bản sắc văn hóa dân tộc, thành lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, thành lập đội công chiêng hát dân ca, duy trì sinh hoạt thường xuyên. Qua đưa hình thức cách là đã quy tụ án đất mỏ có cái ưa văn hóa văn nghệ, đặc biệt là văn nghệ dân gian Mường tham gia sinh hoạt. Ochi Can Tỉ thông qua đơn chương trình giao lưu tập luyện còn thu hút án đưa mỏ ép suối tham gia. Là một thể chế đi sau thì cũng rất mong là sẽ tiếp nổi những cái chi là thuộc về của thể tiết lược và sẽ truyền tải lại những dư dín những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mường về mai mai sau ạ. Đối với xóm riêng thì là có những cái phong trào văn hóa văn nghệ thể số thể sao bở hơ rồi. Đấy thì là vợ tới ông tới cha thì là cử cha chuyển con nổi thì là cũng với cái sở thích say mê với cái lòng nhiệt huyết và cũng như cái sự tâm huyết thì mình xây dựng thành lập cái câu lạc bộ và trước hết là sẽ tuyên truyền vận động tiếng tất cả các bà con nhân dân cũng như là các hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động các phong trào của thôn xóm và đặc biệt là cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và cũng
luôn là tạo những cái sân chơi để mà thu hút những cái hội viên cũng như là để có cái hướng để mà xây dựng và đào tạo những cái lớp trẻ sau này thì tìm em luôn giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc. Cuộc khổ ngày càng phát triển, sự giao lưu hội nhập ngày càng án la mảnh, đăng phương tiện truyền thông hiện đại, đăng tô dung phục vụ cho cuộc khổ lua nha đỉnh tương lang, tương lua nha. Lớp trẻ ép mặn ma bê đăng giải trí truyền thống, vì tinh tỉ bê đăng nỗ lực cống hiến sáng tạo, tay báo lại cho lớp xôn con. Đăng nghệ nhân, đăng mỏ mắt về văn hóa dân tộc có vai lo hết cứ quan trọng, trong việc hiêm dự báo tôn phát huy giải trí văn hóa. Mỗi mỏ mê, mỗi lĩnh vực, mỗi quê mưa kha kha, mê đều có cái chung kể đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm. Cá ni đăng nghệ nhân khi nói ý ảnh đáng nhà nước, địa phương, công cổng đôn tôn vinh, ưa quỷ. Đối với thành phố Hòa Bình, đền Cá Ni đã có đưa nghệ nhân án công nhận là nghệ nhân ưu tú ở đan loại hình văn hóa dân gian. Long tỷ có ba nghệ nhân dân tộc Mường. Đan nghệ nhân vẫn đang bên bí, tay báo lại đan giải trí sôi đẹp của dân tộc cho đan thế hệ. Hẳn nhận được quan tâm rồi là cái phong trào văn hóa văn nghệ của Thiểng Mường đi tăng thì phát triển. Cho nên là cô cũng dạy tứ lớp để cho các bản láng giao lưu với nhau, rồi là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để mà giữ gìn lại cái văn hóa dân tộc Mường. Nhằm bảo tồn phát huy đa giải trí văn hóa truyền thống dân tộc, thành phố Hòa Bình đã phối hợp bên đơn vị với đơn lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về bảo tồn bảo tàng, tại thành lập đơn câu lạc bộ về di sản văn hóa ở đan quê Mường. Bên bang tỉ, thành phố đã quan tâm tổ chức đơn lớp đào tạo cho thế hệ trẻ qua việc chuyên tài kỹ năng đánh chiêng Mường, chuyên tài hò Mường, hát thương ràng bổ mệnh. Việc chuyên tài phát huy án vai trò của đơn nghệ nhân đơn mở mắt về văn hóa văn nghệ dân gian. Điều bi tỉ là nền tảng đỡ cho thế hệ ngày hôm nay cùng khấu ni hiêm dự đơn nét đẹp của văn hóa Mường. Qua lớp học, đoàn học viên án giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cách la hay, trong việc bảo tồn công phát huy bản sắc văn hóa. Hơn nữa con khơi dở, công tổ chức xôi đoàn hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở. Cũng trong kể năm 2023 này thì là phóng cũng vỡ ăn hai cái lớp tập huấn. Cái ngày mới tham càng tư là phóng cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hữu Nghĩ tổ chức một cái lớp giới thiệu với cái những cái bài chiêng cổ và những cái làn điệu dân ca Mường cho các hội viên của các tổ trên địa bàn phường Hữu Nghĩ. Còn ngày 25 từ ngày 27 tháng 4 này thì là y phóng cũng vỡ một cái lớp chuyên dạy hát dân ca Mường cho các đối tượng là công chức văn hóa phường xa và là các hội viên của các hội bên khối đoàn thể, cũng thu hút được thảm hội viên tham gia tại cái lớp tập huấn ý. Thì cũng mong muốn trong cái lớp tập huấn ý thì các hội viên cũng là những cái hạt nhân tích cực với để mà tuyên truyền đối chuyến giải với cái xóm tổ của miếng cái chương trình văn hóa văn nghệ ngày càng phong phú hơn. Căn cứ theo mục tiêu nghị quyết đảng bộ thành phố Hòa Bình khóa hà nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai là nghị quyết 09 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025. Theo thì, thành phố Hòa Bình tiếp tục tăng cường cái lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của mặt trận tổ quốc, đan tổ chức chính trị xã hội, công sự tham gia của mọi mình, trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đan dân tộc. Long tỷ có văn hóa dân tộc Mường, nâng lên năng lực cho cán bộ là công tác quản lý văn hóa bớ thành phố đến cơ sở, đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tâm, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường, giới thiệu, quảng bá giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường, dùng đơn giản chỉ văn hóa đặc sắc để mà phát triển du lịch.